Thưa quý vị, tối 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Trái đất Make It đã bất ngờ đăng tải thông tin người đẹp có tên là Nguyễn Thị Vân Anh sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay. Nguyễn Thị Vân Anh sinh năm 1995, đến từ Hưng Yên. Cô đã tốt nghiệp ngành quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp được cho là sở hữu nhan sắc ngọt ngào và dịu dàng, đậm chất Á Đông. Được biết, Vân Anh từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 và lọt vào top 45 chung cuộc. Tuy nhiên, nhiều khán giả không biết tới cô do sau khi cuộc thi, cô không hoạt động nhiều trong showbiz. Việc được lựa chọn gấp gáp sát với thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc thi khiến nhiều khán giả lo lắng, không biết gương mặt mới có làm nên chuyện ở đấu trường nhan sắc năm nay hay không.